Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10TV. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Người biểu tình Hồng Kông muốn Anh gây sức ép với Trung Quốc. Người biểu tình Hồng Kông tập trung bên ngoài lãnh sự quán Anh, yêu cầu London có hành động vì Bắc Kinh không tôn trọng tuyên bố chung Trung-Anh. Cuộc biểu tình có sự tham gia của hàng trăm người và bắt đầu từ sáng ngày 15 tháng 9. Những người tham gia vừa tuần hành vừa hô to khẩu hiệu "Chúng ta sẽ không đầu hàng" nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ Anh. Những người tổ chức biểu tình cho hay họ muốn Anh gây áp lực để khiến Trung Quốc tôn trọng các cam kết trong tuyên bố chung giữa Trung và Anh, được ký năm 1984, và thừa nhận rằng mô hình một quốc gia hai chế độ không hiệu quả. Trung Quốc, trong khi đó, tuyên bố họ vẫn tuân thủ mô hình một quốc gia hai chế độ, phủ nhận việc can thiệp vào tình hình Hồng Kông và khẳng định vấn đề tại đặc khu là công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc các thế lực nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và Anh, gây ra tình trạng bất ổn ở đặc khu. Ủy ban Chính pháp Trung Quốc hôm 13 tháng 9 cho rằng phương Tây không thể và cũng không sẵn lòng giải quyết các vấn đề Hồng Kông đang phải đối mặt. Anh cho biết nước này có trách nhiệm pháp lý trong việc đảm bảo Trung Quốc tuân thủ tuyên bố chung năm 1984. Tuyên bố chung là một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý giữa Anh và Trung Quốc vẫn còn hiệu lực tới ngày nay như khi nó được ký phê chuẩn cách đây hơn 30 năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh hồi tháng 6 nói là một bên ký kết, chính phủ Anh sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm của chúng tôi. Theo tuyên bố chung Trung và Anh, Hồng Kông sẽ vẫn được giữ quyền tự chủ cao sau khi Anh trao trả đặc khu về cho Trung Quốc vào năm 1997. Tuy nhiên, mức độ tự chủ cao mà Bắc Kinh hứa trao cho Hồng Kông luôn là chủ đề gây tranh cãi hơn 20 năm qua. Trung Quốc năm 2014 công bố bạch thư nhấn mạnh Bắc Kinh có quyền tài phán toàn diện đối với Hồng Kông. Tháng 11 năm 2014, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Anh, Phó Oánh nói với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Richard Ordway rằng tuyên bố chung giờ đây đã bị vô hiệu hóa và nó chỉ bao gồm khoảng thời gian kể từ thời điểm ký kết năm 1984 đến thời điểm trao trả năm 1997. Hồng Kông rơi vào bất ổn suốt 3 tháng qua vì các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, theo đó cho phép Hồng Kông đưa nghi phạm tới xét xử ở những khu vực tài phán mà thành phố chưa có hiệp ước dẫn độ bao gồm Trung Quốc đại lục. Trưởng đặc khu Carrie Lam hôm 4 tháng 9 thông báo rút hoàn toàn dự luật dẫn độ, song những người biểu tình vẫn chưa thỏa mãn vì cho rằng động thái trên là quá muộn và quá ít. Họ tiếp tục xuống đường nhằm yêu cầu chính quyền đáp ứng 4 yêu cầu còn lại, gồm tổ chức một cuộc điều tra độc lập về biểu tình, tiến hành bầu cử dân chủ hoàn toàn, bỏ thuật ngữ nổi loạn và bạo loạn khi mô tả các cuộc biểu tình và thả những người biểu tình bị bắt. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Mỹ sẵn sàng đáp trả vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Saudi. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã sẵn sàng khóa mục tiêu và lên nòng để đáp trả các cuộc tấn công vào hai nhà máy dầu của Ả Rập Saudi cuối tuần trước. Nguồn cung dầu của Ả Rập Saudi đã bị tấn công, có lý do để tin rằng chúng tôi biết thủ phạm, chúng tôi đã khóa mục tiêu và lên nòng, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc xác minh. Nhưng chúng tôi cũng đang chờ Ả Rập Saudi cho biết họ tin ai là thủ phạm vụ tấn công này và với điều kiện nào đó thì chúng tôi nên tiến hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 9 viết trên mạng xã hội Twitter. Ông đồng thời thông báo đã đồng ý mở kho dầu chiến lược để giữ bình ổn giá dầu thế giới. Tuyên bố được đưa ra sau vụ máy bay không người lái tấn công hai nhà máy sản xuất dầu lớn nhất thế giới của tập đoàn Aramco ở Abkhaz và Khurai, đông bắc Ả Rập Saudi. Sự việc buộc Riyadh ngừng chuỗi cung cấp dầu thô và khí đốt lên tới 5,7 triệu thùng dầu mỗi ngày của Aramco, tương đương 50% tổng sản lượng của Ả Rập Saudi và gây sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu. Phiến quân Houthi tại Yemen thừa nhận đứng sau vụ tấn công, song Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Iran phải chịu trách nhiệm, trong khi Tehran bác bỏ mọi cáo buộc. Thưa quý vị, Trung Quốc nói đã trục xuất tàu Mỹ ra khỏi Hoàng Sa. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói đã trục xuất một tàu khu trục của Hoa Kỳ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn viên của Chiến khu Nam Bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, Đại tá Lý Hoa Mẫn nói rằng tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ USS Wade Miller đã di chuyển gần quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc.
Quân đội của chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia và bảo vệ vững chắc hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Ông Lý cho biết Hải quân và Không quân PLA đã theo sau, xác định, theo dõi, cảnh báo và trục xuất tàu khu trục này. Phớt lờ các luật lệ và quy tắc quốc tế, phía Hoa Kỳ đã thực hiện quyền bá chủ trên biển ở Biển Đông trong một thời gian dài. Những hành động như vậy đã làm suy yếu nghiêm trọng các lợi ích có chủ quyền của Trung Quốc và chứng minh rằng phe Mỹ hoàn toàn thiếu chân thành trong việc duy trì hòa bình toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực, ông Lý nói. Trước đó, chỉ huy Jane Motion, phát ngôn viên của hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ nói, đợt tuần tra mới nhất này nhắm vào việc thách thức các yêu sách quá mức của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, vốn cũng được tuyên bố chủ quyền bởi Đài Loan và Việt Nam. Trung Quốc đã cố gắng đòi thêm vùng biển nội địa, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hơn là theo luật quốc tế, bà Motion nói với Reuters. Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền với vùng đảo Hoàng Sa. Cả ba yêu cầu phải có sự cho phép hoặc thông báo trước khi một tàu quân sự nước ngoài thực hiện một đường đi vô hại qua vùng biển lãnh thổ. Việc áp đặt hay yêu cầu thông báo đơn phương của bất kỳ giới cầm quyền nào cho một hoạt động qua lại vô hại là điều không được quy định trong luật quốc tế. Vì vậy, Hoa Kỳ thách thức những yêu cầu này. Hoa Kỳ cũng thách thức tuyên bố về đường cơ sở năm 1996 của Trung Quốc về chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa, bà Motion nói. Tháng trước, tàu USS Wade Miller của Mỹ cũng đi qua khu vực trong vòng 12 hải lý của khu vực đá chữ thập và đá vành khăn, hai khu vực đảo nhân tạo lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực quần đảo Trường Sa. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Hoa Kỳ thách thức hai tiền đồn của Trung Quốc kể từ khi thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Thái Lan giảm 50% thuế để thu hút doanh nghiệp muốn rút khỏi Trung Quốc. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đang tìm đường rút khỏi Trung Quốc do thương chiến với Mỹ, chính quyền Thái Lan vừa công bố loạt chính sách ưu đãi, trong đó có giảm tới 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo báo Nikkei Asian Review, Thái Lan vừa công bố một gói các chương trình ưu đãi, trong đó có giảm thuế tới 50% với doanh nghiệp nước ngoài đang có nhu cầu dời dây chuyền sản xuất của họ từ Trung Quốc tới Thái Lan để tránh những ảnh hưởng tiêu cực từ thương chiến Mỹ-Trung. Để được hưởng những chính sách ưu đãi, các doanh nghiệp sẽ phải nộp đơn đăng ký đầu tư trong năm tới với số vốn đầu tư từ 1 tỷ bạc, tức 32,7 triệu Mỹ Kim trở lên tại Thái Lan và triển khai hoạt động đầu tư trước năm 2021. Nếu thỏa mãn tất cả những điều kiện này và được phê chuẩn, các nhà đầu tư sẽ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm hoạt động. Những chính sách này cho thấy rõ Thái Lan đã và đang nỗ lực giành lợi thế trong cuộc đua thu hút nguồn đầu tư từ nước ngoài với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Nó cũng cho thấy Thái Lan đang chủ trương đưa lĩnh vực sản xuất của họ vào các hoạt động giá trị cao hơn, thông qua động thái thu hút đầu tư với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Theo Văn phòng Hội đồng Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia của Thái Lan, hiện có khoảng 48 công ty đa quốc gia, trong đó có nhà sản xuất chip Western Digital, đang cân nhắc việc đưa dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á. Cũng theo văn phòng này, khoảng 10 trong số các doanh nghiệp đó là những ứng cử viên tiềm năng cho hoạt động đầu tư tại Thái Lan. Báo Financial Times dẫn phát biểu của ông Pocharkon, một quan chức tại văn phòng Thủ tướng Thái Lan, chia sẻ tại một cuộc họp bàn về chính sách phát triển kinh tế. Với gói ưu đãi mới, Thái Lan có thể cạnh tranh với các nước khác tại châu Á về đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thu hút các hãng công nghệ tân tiến có nhu cầu sản xuất tại Thái Lan. Ngoài ưu đãi giảm thuế doanh nghiệp, chính phủ Thái Lan cũng thành lập cổng thông tin riêng, chuyên tư vấn cho doanh nghiệp nước ngoài về cách thức làm hồ sơ đăng ký đầu tư và cho phép họ nộp hồ sơ luôn tại đó. Nhằm khuyến khích việc đào tạo người lao động có kỹ năng chuyên môn cao, chính quyền Thái Lan cũng sẽ đề xuất với doanh nghiệp các chương trình giảm thuế nhằm bù đắp cho họ khoản chi phí phải trả, khoản chi phí phải bỏ ra để xây dựng trung tâm đào tạo và tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng cho nhân viên. Bên cạnh đó, luật lao động Thái Lan cũng sẽ được nới lỏng để giúp người lao động nước ngoài có chuyên môn cao có thể tới làm việc thuận lợi hơn ở Thái Lan. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Chủ tịch Kim Jong-un viết thư mời Tổng thống Donald Trump tới thăm Bình Nhưỡng. Theo Yonhap Weibo, chỉ trong vòng một tháng, Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi hai bức thư tay tới Tổng thống Trump nhằm đôn đốc ông này đưa ra quyết định tích cực hơn về bán đảo Triều Tiên. Tờ Yonhap Weibo, Hàn Quốc, ngày 16 tháng 9, dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ, hồi tháng 8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư riêng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong thư, nhà lãnh đạo Triều Tiên đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ ba và ngỏ lời mời ông chủ Tàu Bạch Ốc tới thăm Bình Nhưỡng. Vào tuần thứ ba của tháng 8, Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi thư riêng cho Tổng thống Donald Trump. Báo Hàn dẫn nguồn tin giấu tên chia sẻ. Bức thư này không phải là bức thư tay được Tổng thống Trump công khai vào ngày 9 tháng 8 trước đó. Nó giống một lá thư mời. Trước đó, ngày 9 tháng 8, ông chủ Tòa Bạch Ốc nói với các phóng viên rằng hôm qua, ngày 8 tháng 8, tôi đã nhận được một bức thư riêng dài 3 trang, được quan chức Triều Tiên trao tận tay. Nội dung bức thư rất tích cực, tôi sẽ gặp ông Kim. Tổng thống Trump khi đó cũng cho biết, Chủ tịch Kim cam kết trong thư rằng Triều Tiên sẽ không phóng thử tên lửa sau khi Mỹ Hàn kết thúc diễn tập quân sự chung ngày 11 đến ngày 20 tháng 8. Ông ấy, tức Kim Jong-un, nói, không muốn thử tên lửa và chiến tranh, tôi cũng thế, và tôi không muốn chi tiền cho việc này, ông Trump nói. Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục gửi thư riêng cho Tổng thống Donald Trump chỉ sau bức thư công khai trước đó một tuần, được cho là điều vô cùng hiếm thấy. Giới phân tích cho rằng, sau khi ông Trump phản ứng tích cực với sự không hài lòng về cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn và đưa ra tín hiệu tích cực tái khởi động cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, Chủ tịch Kim đã gửi một lá thư cá nhân khác nhằm để đôn đốc Tổng thống Trump đưa ra quyết định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao của John N. Buell cho biết, việc Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bình Nhưỡng để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3, hay còn muốn mời Tổng thống Trump tới thăm Bình Nhưỡng, ngoài việc tổ chức thượng đỉnh lần thứ ba vẫn chưa được xác định. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp vào ngày 25 tháng 8, Tổng thống Trump cho biết vào tuần trước đó, ông đã nhận được một bức thư tay từ Chủ tịch Kim, nhưng vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng Tổng thống Mỹ đã nhớ nhầm ngày. Tất cả đều tin rằng bức thư được ông Trump nhắc tới là bức thư công khai mà ông nhận được vào hai tuần trước, đó là ngày 9 tháng 8. Một cựu quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, sau hội nghị bàn môn điếm ngày 30 tháng 6, hai bên đã tiến hành trao đổi tương tác trong hơn 2 tháng. Chính sách thương mại lớn của Mỹ và phương châm hành động, đồng thời từng giai đoạn của Triều Tiên, vẫn chưa tìm thấy bất kỳ điểm chung nào để thỏa hiệp. Vì vậy, Chủ tịch Kim mới quyết định đích thân ra mặt. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.